Trong khi tại một số tỉnh trồng dưa ở nước ta ở thời điểm này như Quảng Ngãi, Trà Vinh, giá dưa hấu tụt giảm thê thảm, chỉ còn khoảng 3.000 đến 5.000 đồng một kg mà không có người mua, thì ở Hà Nội hay những thành phố lớn, người tiêu dùng lại đang tìm những trái dưa với tên gọi dưa hấu mặt trăng của Nhật Bản với giá trên dưới 2 triệu đồng một quả. Tính về giá cả, dưa hấu Nhật này gấp đến hơn 100 lần trái dưa hấu của bà con nông dân Trà Vinh nghịch lý này khiến chúng ta vừa xót xa cho nông dân ta nhưng cũng thán phục nông dân nước nhật câu hỏi đặt ra là bằng cách nào mà nhật bản lại sản xuất những trái dưa với giá cao như vậy mà vẫn hấp dẫn người tiêu dùng tại nhật bản dưa hấu mặt trăng được trồng trong nhà kính và treo từng trái trên giàn cách nhau đủ độ xa để đảm bảo nhiệt độ quanh trái luôn được ổn định ngày và đêm cũng như tránh tác động của đất đến chất lượng mỗi trái dưa hấu Dưa sẽ được thu hoạch khi đạt hàm lượng đường trên 12%, nên đa số các trái dưa đều có vị ngọt chuẩn tương đương nhau, với cùng kích cỡ, ngoại hình đẹp mắt và dĩ nhiên là hết sức an toàn. Thì ra, chất lượng sản phẩm đã quyết định đến giá bán và sức cạnh tranh của những trái dưa cao giá này. Và phép màu nào tạo nên được chất lượng sản phẩm đó không gì khác là ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất chúng ta cũng đã từng nghe đến ngôi làng thần kỳ của người dân Nhật Bản với mức thu nhập đến 250.000 đô la Mỹ tương đương với 5,2 tỷ đồng một hộ mỗi năm chỉ bằng trồng rau mặc dù làng đó đất đai khô cằn khí hậu khắc nghiệt một năm có đến 8 tháng tuyết phủ Chìa khóa làm nên điều thần kỳ ở ngôi làng thuần nông này là họ đã 20 năm ứng dụng công nghệ cao và thực hiện nghiêm kỷ luật sản xuất để tạo ra sản phẩm vượt cả quy định an toàn thực phẩm của Nhật. Câu chuyện về trái dưa hấu mặt trăng hay ngôi làng trồng rau thần kỳ bên nước Nhật khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm và có những so sánh về sản xuất nông nghiệp hiện nay ở nước mình đất đai phì nhiêu, màu mỡ, khí hậu thuận lợi, nông dân Việt Nam chăm chỉ, giỏi giang. Thế nhưng giá trị thu được từ sản xuất nông nghiệp lại rất thấp, tiêu thụ nông sản trồi sụt, bấp bênh. Chúng ta cũng có rất nhiều nông sản đặc sắc, nổi tiếng thơm ngon, thế nhưng do việc sản xuất đến thị trường không được kiểm soát đến nơi đến chốn, với tư duy chạy theo số lượng mà quên đi chất lượng, đặc biệt là thói quen canh tác tự do thiếu khoa học, khiến cho sản phẩm thiếu an toàn, chất lượng không cao, không đủ sức cạnh tranh. Nước ta cũng có không ít những nhà khoa học giỏi trong nông nghiệp, những cán bộ nông nghiệp tận tình, rồi cả hệ thống khuyến nông từ trung ương đến thôn bản. Thế nhưng những mô hình xây dựng chuyển giao cho nông dân chỉ được thời gian đầu, còn sau đó khi dự án kết thúc, nếu không có kinh phí hỗ trợ thì mô hình cũng tắt ngúm, không thể nhân rộng ra được. Điều đau đớn của ngành nông nghiệp và bà con nông dân hiện nay là làm sao để tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân? đó cũng là cốt lõi của đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp mà ngành nông nghiệp ra sức thực hiện nhiều năm nay sau nhiều năm vắt kiệt cho sản xuất nhằm tăng năng suất mở rộng diện tích nguồn lực về đất đai lao động đã đến lúc tới hạn vì thế nguồn lực vô tận duy nhất để thúc đẩy tăng trưởng chính là khoa học công nghệ cần từ bỏ tư duy sản xuất nông nghiệp theo chiều rộng mà hướng tới sản xuất theo chiều sâu, gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ, tạo nên những sản phẩm có chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Cùng với đó là ý thức kỷ luật lao động để sản xuất ra những sản phẩm an toàn, tạo được niềm tin với người tiêu dùng. Làm được điều này thì kỳ tích của ngôi làng thần kỳ bên nước Nhật hay tạo ra những trái dưa bạc triệu không còn là mơ ước xa xôi mà sẽ trở thành hiện thực trên đồng ruộng của nước ta trong tương lai không xa